khi các TikToker yêu thương nhau. Nam, dạo này nghe nói kinh tế chú khó khăn đúng không? Cứ cầm lấy 1 triệu của bác mà xài. Khi nào mà khó khăn gì nữa cứ nhắn bác nha. Nè. Ôi sao nhiều thế? Thầy Beo làm vậy em ngại lắm, không được đâu. Em nghĩ là 700 ngàn này đưa sang đường hợp lý hơn. Ông cũng than là dạo này nhà có muốn bỏ dùng muốn để ăn đây. Thôi mình cầm đi. Nhưng mà mình không cần tiền lắm. Mà mình biết thằng Thông Domic á, nó đang buôn bán rất là ế ẩm. Thông ơi, Thông, tiền rồi Thông ơi. Ô, hiện tại em không có cần cho lắm. Nhưng mà con bé em của em thì nó sẽ cần hơn rất nhiều. Cho nên là bây giờ em sẽ đưa 400 ngàn này cho con nhà đứa nha. Thôi Mạnh ơi, em không lấy tiền của ai đâu. Nhưng mà nghe nói hôm qua ông Đức đi xin mới bị gắt cái quần, cũng đưa tiền cho nha. Nè Đức cầm 200 đi giá lại cái quần giùm em cái. Ủa, sao thằng bài bóc được biết nhỉ? Nhưng mà thôi, khi mà chúng ta nhận được của rơi thì chúng ta phải trả lại người mất. Bóng đen này của ai nhỉ? Khi các TikToker yêu thương nhau. Mới vừa đi chợ về, nghe nói Ngái Vi nó thích ăn thịt bò lắm nên là mua cho nó 1 miếng nè. Nhất quỷ thần ơi. Bò thì bay cho ngon giả mang gỡ luôn á. Quên rồi. Cái bà nó ăn vô leo quá. Lúc nay cho bà nè. Quá là đỉnh. Cảm ơn đại vi rất là nhiều nha. À, nghe nói anh Đức của Justin dạo này thiếu gạo ăn. Hay là tay này. Cảm ơn Luna, quả thật là lá rách ít đùm lá rách nhiều. Mà Đan Huy đang kêu trứng. Nhà mình còn 100 quả. Thôi mình đùm đúng 1 quả vậy. Ô, mình còn cái xài để mình cho nữa. Ngon quá. Ê, còn cái ông này, nghe nói ông thích món này lắm á. Khi các TikToker yêu thương nhau. Mới vừa nghe bên anh than là hết sữa cho mèo uống, nên là thôi được rồi. Nè con. Cảm ơn thầy Beo. Mà nghe nói bà bảo nó thêm cà chua đúng không? Cảm ơn bên anh. Mà tôi nghe nói có một thằng trai nói chuyện rất là nhiều. Em rất là thích ăn ớt. Tôi sẽ quan trọng em. Ô, trời ơi, cảm ơn bà bỏ cho ớt nha. Bữa giờ ăn mà Hà Nội bị thiếu ớt quá. Ôi quên, mì gói hôm qua ăn vậy sao ta? À đúng rồi, ông xem mình nóng thiếu mì, cho ông mì. Đó, cảm ơn Vinh nha. Ngon quá, giờ mình còn cái chanh, để mình ném qua trong thử nước ép rồi ép được cái gì nha. Ok, cảm ơn sang mạnh nha. Để mình ép 5 trái chanh với 1 muỗng muối cho Khứ Liễu. Nè. Cảm ơn Dũng nha. Ủa mà khoan, bình thường ông Dũng ông đâu có pha nước cho ai đâu. Nên là mình đưa cho người này uống thử trước đã. Nè. Em mới tặng cho mình ly nước chanh nè. Ngon lắm.